Phim có siêu thoại Weibo cao nhất 2022, Tinh Hà Sán Lạn chỉ xếp thứ 2. Một bộ phim truyền hình có nổi tiếng hay không, ngoài việc đánh giá qua lượt xem và hiệu quả bảng xếp hạng, lượt người hâm mộ thì mức độ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cũng có thể phản ánh mức độ phổ biến của bộ phim. Hãy cùng chúng tôi điểm qua top 7 phim có siêu thoại phổ biến nhất Weibo 2022 nhé. Vị trí quán quân Quãng Đời Còn Lại xin chỉ giáo nhiều. 929.490. Quãng Đời Còn Lại xin chỉ giáo nhiều hơn là một trong những bộ phim ăn khách nhất nửa đầu 2022. Nhờ có hai diễn viên nổi tiếng Dương Tử và Tiêu Triển, bộ phim đã đạt thành tích kinh ngạc, nhờ quy tụ hai ngôi sao nôn lượng của làng giải trí. Lượt xem lên tới 230 triệu trong một ngày và trở thành phim dẫn đầu xếp hạng của Tencent trong nửa đầu 2022. Trên thực tế, đánh giá về bộ phim này khá phân cực khi nội dung không có quá nhiều khác biệt so với những tác phẩm ngôn tình trước đó, nhờ mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên chính. Phản ứng hóa học ngọt ngào đã giúp bộ phim thu hút nhiều fan hâm mộ. Thứ hai, Tinh Hà Sán Lạn, 234.404. Mức độ phổ biến của Tinh Hà Sán Lạn nằm trong top đầu của tác phẩm lên sóng nửa cuối năm 2022. Không ít khán giả bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn của cặp đôi Ngô Lộ Khả Đào. Không chỉ có danh tiếng tốt, phim còn đạt thành tích lượt xem vượt trội trên nền tảng, cùng với đó là mức độ thảo luận lớn trên Weibo. Đây cũng là tác phẩm chuyển thể thành công từ tiểu thuyết gốc, không chỉ được người hâm mộ yêu thích mà được chính tác giả quan tâm tác loạn, dành nhiều lời khen ngợi cho bộ đôi diễn chính, kịch bản chặt chẽ và giàu ý nghĩa cảm xúc chiều sâu và kỹ thuật của đạo diễn đầy chất lượng. Thứ ba, Thương Lan Quyết, 213.807. Ba bộ phim cậu trắng phát sóng vào mùa hè này đều trở thành tác phẩm hot trong năm, nhưng so với Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hà Sán Lạn, Thương Lan Quyết ban đầu không được đặt kỳ vọng bởi Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân, đều chưa có tác phẩm tiêu biểu. Không chỉ vậy, Nam Thần Họ Vương cũng được đặt giải cây chổi vàng, bị sự tệ hại trong Ngũ Long. Cốt truyện của Thương Lan Quyết thực ra không mới, vẫn là câu chuyện tình yêu giữa một nguyệt tôn độc đoán, phải là một nàng tiểu tiên dễ thương. Tuy nhiên, bộ phim được giản dựng rất hay với cách thiết lập nhân vật mới lạ, cốt truyện vừa ngọt ngào vừa thú vị. Sau khi phát sóng, bộ phim vẫn đạt thành tích, lượt xem cao, kéo dài và người hâm mộ vẫn còn ở hồ bộ phim trong một thời gian dài. Thứ tư, Băng Vũ Hỏa, 191.952. Băng Vũ Hỏa lấy đề tài cảnh sát cũng không phải là một chủ đề phổ biến, nhưng dựa vào lượng truy cập của Vương Nhất Bác, phim lọt vào top 4 danh sách siêu thoại, vừa được cho là bất ngờ lớn nhất trong khung giờ vàng mùa hè 2022. Do sự nổi tiếng quá cao của hai diễn viên chính, bộ phim đã khơi dậy chủ đề này ngay khi vừa ra mắt. Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu được khen ngợi, cốt truyện hấp dẫn không thể đoán được kết cục và được đánh giá là hắc mã trong năm. Thứ năm, Gió Thời Bán Hạ, 98.774. Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành một bước chuyển mình đẹp đẽ trong năm nay với Gió Thời Bán Hạ và Hạnh Phúc Tới Vạn Gia. Cả hai bộ phim đều đạt được thành tích rất tốt. Đây không phải là tác phẩm ngôn tình thường thấy mà lấy đề tài doanh nhân thương trường. Với mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên họ Triệu, Gió Thời Bán Hạ vẫn có lượt xem và lượt fan hùng hậu, vươn lên top thứ 5 mức độ nổi tiếng trên Weibo. Thứ 6, Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em, 91.608. Được truyền thể từ tiểu thuyết Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trinh Thoai, Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em được đông đảo khán giả yêu mến. Cặp đôi Tuân Vận Tuấn Hoàn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Trần Phi Vũ và Trương Thịnh Nghi vì phù hợp với nhân vật chính trong tiểu thuyết, cùng khả năng diễn xuất ổn định, phản ứng hóa học mạnh mẽ. Thứ 7, Trầm Vụn Hương Phai, 70.146. Là dự án có sự góp mặt của bộ đôi ngôi sao nổi tiếng Thanh Nghị Dương Tử, Trầm Vụn Hương Phai được đặt nhiều kỳ vọng trước khi phát sóng. Nhưng bởi vì cốt truyện không mới mẻ nên không được danh tiếng tốt khi lên sóng. Cũng nhờ kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính đã trở thành điểm hỗ trợ lớn nhất cho cốt truyện, thu hút lượng lớn người xem. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.